Thưa quý vị, vụ 29 hộ dân kiện công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula tại thành phố Hồ Chí Minh đã gây được sự chú ý đặc biệt trong dư luận, không chỉ vì vụ án này liên quan đến siêu dự án mũi đèn đỏ vốn có số vốn đầu tư lên tới 6 tỷ đô la Mỹ mà còn cho thấy những bất cập trong công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài và gây tốn kém tiền của cũng như thời gian cho cả người dân và cơ quan công quyền. Vụ việc bắt đầu từ năm 2007, khi 29 hộ dân này giao một phần trong khu đất đã được rào kín cho công ty Đại Trường Sơn, sau đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula để thực hiện dự án được giới thiệu trị giá 6 tỷ đô la Mỹ. Nhưng theo các hộ dân, họ đã hoàn thành việc giao đất nhưng cho rằng công ty Sài Gòn Peninsula vẫn chưa thanh toán tiền chuyển nhượng đất như cam kết nên khởi kiện. Và sau 3 lần bị hoãn, tới ngày 23 tháng 11 vừa qua, Tòa án quận 7 tiếp tục tiến hành xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa chủ đầu tư và 29 nguyên đơn. Tuy nhiên, phiên tòa phải tạm hoãn một lần nữa do bị đơn yêu cầu, với lý do rằng các đại diện của họ được xác định là tiếp xúc F0, phải cách ly tại nhà. Về phía nguyên đơn cho rằng, họ kiện bị đơn với tư cách pháp nhân nên bị đơn phải cử đại diện thay thế thay vì trì hoãn phiên tòa. Bị đơn là pháp nhân. Nhưng mà bị đơn lại không ủy quyền cho một người khác để mà tham dự phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích của bị đơn. Tại sao bị đơn lại ủy quyền cho một người chỉ để lên nộp hồ sơ mà lại không ủy quyền cho người đó tham dự phiên tòa? Nói như vậy thì cái lý do đó là lý do bị đơn cố tình kéo dài vụ án, kéo dài cản trở hoạt động của xét xử của tòa án. Nguyện vọng của hộ dân bây giờ là tại là mong mỏi cho xử lý cho phiên tòa là nhanh để đảm bảo quyền pháp luật. Dự án mũi đèn đỏ từng được kỳ vọng sẽ tạo ra bộ mặt đô thị mới tại phía đông nam của thành phố, nhưng sau hơn chục năm thì dự án này vẫn chỉ lập được hàng rào xung quanh bãi đất rộng 118 ha. Theo các luật sư, dù dự án có được thực hiện hay không thì chủ đầu tư vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán đã cam kết. Người dân cũng đã giao đất sạch theo đúng quy định của điều 71 của Bộ luật Đất đai. Và chủ đầu tư cũng đã nhận cái đất sạch này rồi thì không có lý gì để không trả tiền cho người dân. Vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa công ty Sài Gòn Peninsula và 29 hộ dân đã kéo dài nhiều năm, phiên tòa sơ thẩm cũng đã 4 lần mở rồi lại hoãn trong sự mong chờ mòn mỏi của người dân.